Kính thưa quý vị khán giả, thoát vị đĩa đệm là căn bệnh thời đại và ngày càng trẻ hóa. Vậy có phải phẫu thuật là phương án cuối cùng cho căn bệnh này hay không? Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để chúng ta được tìm hiểu rõ hơn quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, khi phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì ạ? Một khi bệnh nhân thực hiện phẫu thuật, cuộc sống của họ sẽ không hoàn toàn trở lại như ban đầu, với nhiều sự thay đổi đáng kể sau ca mổ. Phần lớn các ca phẫu thuật đều có tiên lượng mang tính tạm thời. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau. Bên cạnh đó, điều này ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, sức mạnh và ảnh hưởng phức tạp đến sức khỏe xương khớp. Bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ tái phát bệnh thoát vị đĩa đệm kèm chứng cứng khớp, viêm xương cơ, thậm chí gây tê yếu. Do đó, phần lớn bệnh lý này cần được cân nhắc điều trị với phương án bảo tồn. Dạ thưa bác sĩ, vậy có những phương pháp điều trị hiệu quả nào nếu như chúng ta không dùng thuốc và không phẫu thuật ạ? Chúng tôi tập trung điều trị kết hợp bằng nhiều phương pháp khác nhau. Điều đầu tiên, chúng tôi điều trị giảm các cơn đau thông qua phương pháp nắn chỉnh cột sống, giúp khôi phục vận động ở các vị trí đốt sống sai lệch. Thứ hai, kết hợp vật lý trị liệu và tập luyện thể dục giúp tăng cường sức mạnh ở các nhóm cơ xung quanh, kết hợp máy kéo giãn giảm áp cột sống, khôi phục cấu trúc đĩa đệm và duy trì ổn định trong thời gian dài. Vậy sau khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để tránh thoát vị đĩa đệm tái phát ạ? Quan trọng, chúng ta cần duy trì lối sống đúng đắn để có một cột sống khỏe mạnh, bao gồm lựa chọn giày phù hợp, chương trình tập luyện thể dục, tư thế ngồi đúng và kiểm tra cột sống định kỳ. Đây là những cách để ngăn ngừa hiệu quả. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, hy vọng là những kiến thức bác sĩ chia sẻ ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có những thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai cũng trên kênh VTV9.